Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chuyển điện của cái con Epson 804 này nha. Máy Epson 804 này á, thì máy nội địa nó sử dụng điện 110 á. Điện 110 á, chúng ta phải muốn sử dụng điện 220V thì chúng ta phải chuyển điện cục nguồn của nó. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chuyển điện. Máy này in rất là đẹp nha mọi người. 804 này có in kem copy của wifi luôn, có thể nhớ luôn. Nó chuyên để in hình đó nha. Mấy cái chỗ khu vui chơi rồi đó. Chúng ta chuyển điện thì chúng ta xài cái điện 220V thì nó tiện hơn, chúng ta xài được 110 và 220 đều được luôn. Nhưng chúng ta khỏi cần phải mua có cục chuyển điện, chúng ta mang đi thì nó khỏi bị rườm rà, với lại chúng ta dễ bị quên khi cắm điện nha. Nên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Đây là cái cục nguồn của nó này nha. Chuyển điện cho nó thì chúng ta thay cái cục nguồn này thôi. Này cái cục nguồn này chúng ta tháo ra nha. Đây. Ta tháo, chúng ta lấy ra nha. Rồi nó có cái dây kết nối này, chúng ta rửa rút cái dây này ra. Rút ra. Chúng ta rút. Con 804 này là chuyên in ảnh luôn nha mọi người. Mọi người mà khi mà muốn in ảnh thì mọi người nên sử dụng cái dòng 801 nha, 801, 802, 803, 804 đó. Đó là độ phân giải nó rất là cao, in ảnh rất là đẹp. Mọi người muốn mua máy thì cũng có thể liên hệ bên mình nha, bên mình cung cấp cho mọi người nha. Giá rẻ mà in con này in ảnh rất là đẹp nha. Mọi người muốn mua mực hay sửa chữa hay bảo trì gì cũng có thể liên hệ cái số điện thoại bỏ bên dưới nha mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái cục nguồn khác nha. Chúng ta chuyển điện, chúng ta chuyển điện cục nguồn này, chúng ta chuyển bằng biến áp và chuyển bằng tụ nha, sao cũng được nha. Chúng ta chuyển bằng biến áp cũng được, chuyển bằng tụ luôn cũng được. Cái này cục này chúng ta chuyển thẳng rồi chúng ta bỏ vào thôi. Rồi chúng ta gắn vào thôi nha mọi người. Rồi, ta kết nối sợi cáp vào lại nha. Tại vì mình vừa làm vừa qua nên nó hơi khó, giờ cắm rồi. Mọi người cắm vô rồi nè, ha. Cứ giờ mọi người bỏ vào lại thôi. Rồi. Mọi người cắm cáp bỏ vào, ta dọn ốc lại thôi. Cái dòng này á, thì nó chuyên để in ảnh luôn nha mọi người. Độ phân giải nó cao nhất hiện nay luôn, không có dòng nào qua nó nha. Nó có 180V luôn. Nó hơn con L85 hoặc T60 nha. T60 thì có 90V, nó là 180V luôn. Ta sử dụng nó rất là ok. Đây chúng ta gắn cái cục nguồn luôn. Chúng ta dẫn siết ốc này. Đây nó có một ốc này, chúng ta siết ốc này lại. Ta chuyển điện thì chúng ta chỉ thay cái chuyển điện bên phần nguồn này thôi nha, bên phần main thì chúng ta không có động tới nha mọi người. Ta chuyển điện bên phần nguồn này thôi. Máy này cái phần nguồn với phần main nó tách rời nha mọi người. Rồi chúng ta gắn vào lại. Rồi ta gắn vào này, thấy không? Là bình thường như lúc bên nào thôi. Chúng ta sử dụng điện 220 thì nó tiện hơn, chúng ta mang máy đi đâu được. Con này nó chuyên cho sử dụng cho mấy cái chỗ photo rồi mấy cái chỗ mà in hình lấy liền nha mọi người. Nó in đẹp thôi, bây giờ chúng ta siết lại thôi, rất là đơn giản nha. Đây có mấy góc này, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta gắn lại nha. Ta tháo cái kem ra, chúng ta chuyển điện cái cục nguồn thôi nha. Bây giờ chúng ta dặn mấy góc này. Có mấy góc thì chúng ta dặn lại. Ta gắn lại là xong, rất là đơn giản thôi.